Lại thêm một chiêu lừa gạt mới. Một tiệm vàng bị lừa mất 30.000 đô la với chiêu đổi tiền Việt lấy tiền đô. Chiêu lừa mang tiền Việt mua tiền đô đã khiến cho chủ tiệm vàng bị mất khoảng 30.000 Mỹ Kim, xảy ra vào chiều ngày 27 tháng 2. Một ông chủ tiệm vàng ở quận Lê Chân, Hải Phòng kể lại là sự việc xảy ra vào khoảng hơn 5 giờ rưỡi chiều của ngày 27 tháng 2. Thì lúc đó một người đàn ông nước ngoài đã đi vào một cửa hàng vàng bạc ở số 96D chợ hàng, phường Đông Hải, quận Lê Chân, Hải Phòng để đổi tiền Việt sang tiền đô với giá trị là 30.000 Mỹ Kim. Người khách này nói rằng ông không có biết nói tiếng Việt cho nên dùng Google dịch để nói chuyện với chủ tiệm. Sau khi thỏa thuận thì chủ tiệm vàng đưa 30.000 Mỹ Kim cho ông khách. Sau khi nhận tiền thì ông khách này đã chia đều số tiền trên bỏ vào 3 bao phong bì đã được chuẩn bị trước. Thì đặc biệt là mỗi cái phong bì này thì nó có một cái ô nhỏ có bằng ni lông có thể nhìn thấy được tiền ở bên trong. Tuy nhiên, lợi dụng lúc chủ tiệm không để ý thì ông khách này đã nhanh chóng đánh tráo bằng 3 phong bì khác có đặc điểm giống hệt như 3 phong bì ban đầu đã được đựng số tiền là 30.000 Mỹ Kim. Điểm khác biệt là trong mỗi phong bì mà ông đánh tráo chỉ chứa có một tờ 100 đô la. Khi đó thì ông khách đã đưa trả lại cho chủ tiệm vàng 3 phong bì được cho là đựng 30.000 Mỹ Kim bên trong với lý do là ông ta không mang đủ tiền Việt để đổi. Và để làm cho chủ tiệm vàng tin tưởng thì ông khách này lại cất những 3 cái phong bì vào trong một cái cặp da có khóa số ngay trước mặt của chủ tiệm. Rồi đưa cặp da đó cho chủ tiệm vàng giữ làm tin. Còn ông khách nói rằng là về nhà lấy thêm tiền Việt đến rồi sẽ đổi lấy tiền. Sau khi ông khách đi rời đi thì lúc này người chủ tiệm vàng mới cảm giác nghi ngờ và mở chiếc cặp ra. Thì mới té ngửa ra là bên trong của mỗi phong bì chỉ có một tờ giấy 100 đô la mà thôi, còn lại thì toàn là giấy lộn. Sau khi nhận được tin báo của chủ tiệm thì công an đã vào cuộc điều tra và đã xác định được ông người nước ngoài này chiếm đoạt số tài sản nói trên tên là Soryaza, 55 tuổi, quốc tịch Georgia. Sau khi lừa được tiệm vàng, thì ông khách này đã cùng với một người Georgia khác bỏ trốn ra sân bay Nội Bài để chuẩn bị bay vào Sài Gòn và dự định sẽ đặt vé để bay sang Cambodia hòng thoát tội. Trên đường lẫn trốn, và để đánh lạc hướng của lực lượng truy nã thì những kẻ này còn nhiều lần thay đổi các cái phương tiện di chuyển. Tuy nhiên, vào rạng sáng của ngày 18 tháng 2 thì khi máy bay vừa mới hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất thì hai kẻ này đã bị công an bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó thì di lý cả hai từ Sài Gòn về Hải Phòng. Tên nước ngoài này sẽ bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng phía tiệm vàng cũng đang bị công an hăm he xử lý theo quy định về việc đổi ngoại tệ.